gian dài nghiên cứu cũng như là tìm hiểu cái nhu cầu của khách hàng thì Thi Văn nhận ra rằng là cái nhu cầu thưởng thức nhạc trữ tình, nhạc Việt Nam, nhạc vocal rất là cao. Tuy nhiên tất cả các cái giải pháp hiện nay đều có chi phí rất là lớn và cái chất âm đều chưa phù hợp với cái nhạc Việt Nam mà rất nhiều người quan tâm. Chính vì cái nhu cầu đó, Thi Văn đã thiết kế một cái giải pháp mới hoàn toàn, đó là loa toàn giải. Chúng tôi chọn giải pháp thùng loa Matrix Flex, ưu điểm thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng phù hợp với rất nhiều không gian nội thất khác nhau. Chính điều này sẽ đem đến cái trải nghiệm dễ dàng cho đa số người chơi nhạc.